Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook tăng kiểm duyệt sau khi bị Việt Nam ép. Các máy chủ của Facebook ở Việt Nam bị cắt mạng, bóp băng thông hồi đầu năm nay cho tới khi công ty mạng xã hội lớn nhất của Mỹ đồng ý tăng cường kiểm duyệt các thông tin chống phá nhà nước Việt Nam, theo như thông báo được đưa ra. Đây là tiết lộ từ hai nguồn tin độc quyền của hãng Reuters. Các công ty viễn thông của Việt Nam đã thực hiện sự giới hạn này, theo hai nguồn tin mà Reuters trích dẫn, làm cho các máy chủ của Facebook mất mạng trong vòng 7 tuần, từ tháng 2 cho đến tháng 4, và điều đó có nghĩa là trang mạng xã hội được khoảng 65 triệu người dùng ở Việt Nam đã có lúc bị tê liệt trong khoảng thời gian đó. Thông báo cho biết, chúng tôi tin rằng hành động này được tiến hành để gây sức ép lên chúng tôi để buộc phải tuân thủ thêm nữa những yêu cầu về gỡ bỏ các nội dung hiển thị đối với người dùng ở Việt Nam. Một trong hai nguồn tin từ Facebook đã nói với hãng truyền thông Reuters. Đây là hình ảnh nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng, người bên phải mặc áo của tổ chức UNO trong một biểu tình, cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Facebook cũng xác nhận trong một thông báo gửi cho Reuters qua email bằng rằng họ đã phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Việt Nam khi buộc phải hạn chế sự tiếp cận tới các nội dung mà bị cho là bất hợp pháp. Chính phủ Việt Nam chưa có bình luận gì về thông tin mà hai nguồn từ Facebook của Reuters đưa ra. Và nhận định về khả năng này, một chuyên gia phần mềm và cũng là một nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, Lã Việt Dũng, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng anh thấy việc Facebook chủ động xóa nội dung là có cơ sở và đưa ra một ví dụ về việc vừa xảy ra với đăng tải của anh trên trang mạng xã hội này. Cách đây khoảng 2 hôm, tôi đăng hình ảnh về một người nhà cụ Kình ở làng Đồng Tâm nhận xác cụ từ tay công an Cộng sản Việt Nam. Anh Dũng đã nói, tôi có viết một comment, tức là bình luận trên clip đó, và clip đó được nhiều người chia sẻ. Nhưng đến hôm nay, ngày 22 tháng 4, tôi nhận được phản hồi rằng clip đó đã biến mất khỏi Facebook. Anh Dũng, người từng viết thư cho Tổng Giám đốc của Facebook Mark Zuckerberg về tình trạng nội dung thông tin bị tháo gỡ và tài khoản bị mất tại Việt Nam, nói không hề nhận được bất cứ thông báo nào từ Facebook về việc tại sao video clip đó lại biến mất. Bình luận về ghi nhận của Reuters, tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế gọi Facebook ngay lập tức phải đảo ngược quyết định của mình. Và việc Facebook tuân thủ những yêu cầu của phía Việt Nam đặt ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Các chính phủ trên thế giới sẽ xem đây là một lời mời và đề ngỏ để đưa Facebook vào danh sách dịch vụ kiểm duyệt nhà nước. Thông cáo của tổ chức này viết vào hôm 22 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh doanh nhân Lê Hoài Anh và nhà hoạt động Hoàng Dũng là hai trong số hàng chục dân oan Facebook thường xuyên rơi vào tình trạng mất nhà ảo. Bà Lê Hoài Anh nói sau khi bị Facebook báo là bạn đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm quy định cộng đồng, thì Facebook của bà biến mất cùng với tất cả những bài viết, hình ảnh và hàng ngàn bạn bè bà tích lũy trong suốt 6 đến 7 năm trước đó. Theo chuyên gia William, cố vấn về nhân quyền của Amnesty International, thì tin tiết lộ về việc Facebook khuất phục sự yêu cầu kiểm duyệt khó đạt được là một bước ngoặt tồi tệ cho quyền tự do biểu đạt tại Việt Nam và xa hơn nữa. Chuyên gia William nói, việc cơ quan chức năng của Việt Nam đàn áp thô bạo quyền tự do biểu đạt không có gì mới. Tuy nhiên, chính sách của Facebook thay đổi như thế là cho thấy tập đoàn này đồng lõa với phía Việt Nam. Và Facebook đang phải đối mặt với áp lực buộc họ phải gỡ bỏ những nội dung chống phá chính phủ ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Facebook và chính phủ Việt Nam hồi năm 2017 đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ những thông tin được gọi là xấu và độc hại trên mạng xã hội đang có trên 67% người dân Việt Nam sử dụng. Vào năm 2018, các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự Việt Nam đã viết một lá đơn, thư, ngỏ kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền ở Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin nhằm dập tắt những tiếng nói bất đồng với chính phủ trên mạng xã hội. Sau đó, quản lý chính sách công khu vực châu Á của Facebook, Helena Lenz đã nói rằng mạng xã hội này sẽ cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam. Vào đầu năm ngoái, Việt Nam cáo buộc Facebook đã vi phạm luật an ninh mạng mới được áp dụng khi cho phép người dùng đăng tải các bình luận chống phá chính phủ trên trang mạng xã hội này. Sau đó, tổ chức ân xá quốc tế cho biết đã có ít nhất 16 người bị bắt giữ, bắt giam hoặc kết án vì đăng tải những bình luận như vậy. Vào tháng 11 năm ngoái, truyền thông trong nước ghi nhận việc kết án tù 5 người vì hành động tương tự. Và luật an ninh mạng yêu cầu các công ty nước ngoài như Facebook phải thiết lập các văn phòng ở Việt Nam và lưu trữ dữ liệu người dùng ở đây, mặc dù Facebook nói họ không làm như vậy. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Quân đội Nhân dân Việt Nam, Viettel.
Nếu Facebook vì chuyện chính quyền Việt Nam ép băng thông họ buộc phải gỡ bài một cách tùy tiện, thì tôi nghĩ rằng họ không nên làm như thế và không cần thiết, vì họ hoàn toàn có thể phản đối việc đó một cách bình thường như họ đã từng nhiều lần làm trước đây, rằng họ không cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam cũng không có cách nào, và cả người dùng Việt Nam vẫn lên Facebook rất là nhiều. Và anh Lã Việt Dũng đã chia sẻ như vậy. Và các nguồn tin từ Facebook nói với hãng truyền thông Reuters rằng công ty này thường kháng cự lại những yêu cầu chặn sự tiếp cận tới các đăng tải của người dùng ở một nước nào đó, nhưng áp lực về việc các máy chủ bị làm chậm tốc độ buộc họ phải tuân thủ. Và rõ ràng mà nói, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của chính phủ gửi đến chúng tôi. Một trong hai nguồn nói với Reuters như vậy. Nhưng chúng tôi đã cam kết tăng cường hạn chế nhiều hơn các nội dung. Và Việt Nam dù đã có những cải cách về kinh tế và xã hội, vẫn vận hành dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Chính đảng duy nhất hiện nay đang kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước và không nhân nhượng đối với những người chống đối. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vừa xếp hạng Việt Nam thứ 175 trên 180 nước trong danh sách chỉ số tự do báo chí của thế giới. Và thông cáo của Facebook gửi cho Reuters nói rằng họ tin là tự do biểu đạt là một quyền cơ bản và họ làm nhiều việc để bảo vệ sự tự do dân sự quan trọng này trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi phải thực hiện hành động này để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi được tiếp tục và phục vụ tới hàng triệu người Việt Nam hiện đang dựa vào chúng tôi hàng ngày. Và liên quan đến việc Việt Nam tắt máy chủ của Facebook và sự nhượng bộ của Facebook đối với áp lực từ chính phủ Việt Nam, ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng đang làm việc tại Google Hoa Kỳ, có bài viết trên trang BBC News Việt Nam đã phân tích rất rõ hệ lụy của sự việc này. Đây là hình ảnh chủ tịch của Facebook Mark Zuckerberg phát biểu về sự tự do ngôn luận tại Đại học George Washington vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. James, trưởng đại diện Reuters Việt Nam, dẫn lời hai nguồn tin cho biết máy chủ của Facebook đặt ở Viettel và VNPT đã bị tắt trong vòng 7 tuần từ giữa tháng 2 cho đến đầu tháng 4 năm nay. Các máy chủ này chỉ được mở lại sau khi Facebook đồng ý tăng cường kiểm duyệt các nội dung chống chính phủ. Theo Vietnamnet, khi người dân than phiền vào Facebook chập chờn, VNPT và Viettel đã giải thích như sau. Trước những phàn nàn của người dùng Internet, mới đây một số nhà mạng lớn trong nước đã lên tiếng để trấn an người dùng. Chia sẻ trên fanpage của mình, nhà mạng VNPT đã đưa ra lời giải thích. Hiện tượng đường truyền Facebook không ổn định là do vấn đề kết nối tới máy chủ quốc tế. Đây cũng là cách lý giải được đưa ra bởi nhà mạng Viettel. Cả VNPT và Viettel đều cho biết đang tích cực phối hợp với các đơn vị đối tác liên quan để kiểm tra nhằm khắc phục triệt để. Trên fanpage của mình, hai đơn vị này cũng ngỏ lời mong người sử dụng thông cảm. Và tại sao Facebook lại đặt máy chủ ở Viettel, ở Việt Nam? Tôi không rõ thiết kế của Facebook, nhưng để tối ưu tốc độ phục vụ người dùng, với các công ty sẽ muốn đặt máy chủ càng gần người dùng thì càng tốt. Cách tốt nhất là thuê chỗ ở trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các máy chủ này thường sẽ không có chứa dữ liệu riêng tư của người dùng, mà chỉ chứa những nội dung mà người xem ai cũng có thể xem được. Khi các máy chủ này bị tắt đi, Facebook vẫn hoạt động được, nhưng tốc độ sẽ bị giảm xuống vì lúc này người dùng sẽ phải kết nối thẳng đến trung tâm dữ liệu của Facebook đặt ở Singapore, Đài Loan hay Hồng Kông. Và nếu thông tin của hãng Reuters đưa tin là chính xác, việc Facebook đồng ý kiểm duyệt đi ngược lại với cam kết bảo vệ tự do ngôn luận mà Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh trong một bài phát biểu ở Curtin University hồi tháng 10 năm 2019. Và tôi hy vọng Ủy ban Việt Nam của Quốc hội Mỹ sẽ sớm có phiên điều trần về việc này. Và việc chính phủ Việt Nam yêu cầu Facebook phải kiểm duyệt nội dung chống chính phủ mà không thể tự làm, chứng tỏ chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể tự ý xóa nội dung hay truy cập dữ liệu người dùng Facebook để xác định ai đã gửi bài gì rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn họ. Và đây có thể vẫn được xem là một tin vui cho những ai vẫn đang còn kỳ vọng về một môi trường Internet tự do cho Việt Nam. Và tin Việt Nam tắt máy chủ của Facebook để tăng cường kiểm duyệt sẽ làm lu mờ hình ảnh một Việt Nam đang rất đẹp giữa đại dịch cúm Vũ Hán. Quyết định này cho thấy rõ bản chất của luật an ninh mạng. Luật này yêu cầu các công ty Internet quốc tế phải đặt máy chủ và dữ liệu người dùng ở Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao những người tạo ra luật này muốn như vậy. Kỹ sư Dương Ngọc Thái đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh dòng trạng thái trên trang Facebook của nhà hoạt động Trịnh Bá Tư với lời kêu cứu các thông tin của anh từ 31 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2020 về vụ tấn công của Bộ Công an Việt Nam vào đồng tâm đã bị Facebook ẩn khỏi trang cá nhân mà không có bất cứ thông báo nào. Kể từ đây về sau, có một công ty Internet quốc tế nào còn muốn đầu tư lâu dài hay làm ăn hay mở văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không? Máy tính tắt thì thôi, chứ có công ty nào mà muốn nhân viên của mình trở thành con tin.
tôi đã từng hỏi chính sách của Việt Nam như thế nào để rồi chỉ yêu cầu mở văn phòng thôi, chứ chưa nói đến đầu tư hay là chuyển giao công nghệ gì, mà Facebook vẫn không muốn vào Việt Nam. Hôm nay tôi đã có câu trả lời. Nếu các công ty Internet quốc tế không mở văn phòng, không đầu tư xây dựng hạ tầng ở Việt Nam để phục vụ người Việt Nam tốt hơn, ai sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại này của người dân? Bao nhiêu người đang kiếm sống nhờ vào Facebook? Việc tắt máy chủ của Facebook cũng đặt ra câu chấm hết cho hy vọng thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ và điện thoại đám mây như Amazon đem công nghệ này vào Việt Nam. Cũng không ai ngu đem đến nỗi đầu tư hàng trăm triệu đô la để rồi người khác muốn tắt là tắt luôn. Thiếu một hạ tầng điện toán đám mây hiện đại sẽ khiến những nghị quyết 4.0 mãi mãi vẫn chỉ quyền nguyên giá trị trên giấy mà thôi. Vai trò của Facebook ở Việt Nam không chỉ là nơi người ta gặp gỡ, trao đổi, kinh doanh, mua bán, mà còn là nơi người dân tìm kiếm tự do và bình đẳng. Người Mỹ có thành tích. Người Mỹ cũng có thành ngữ như sau. Săn phẳng sân chơi, ý muốn nói tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là bình đẳng đầu ra, tức là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, theo chủ nghĩa cộng sản, duy lý, nhã kỹ, mà cũng không còn ý nghĩa bình đẳng đầu vào, vì không có cách nào khiến người sinh ra ở các nơi khác cũng có nhiều cơ hội làm việc như người sinh ra ở Sài Gòn. Bình đẳng ở đây chính là bình đẳng về mặt luật chơi. Và luật chơi ở Việt Nam thì có thể tóm gọn trong 4 câu về mà ai cũng đã từng nghe. Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ và đứng chót là trí tuệ. Bao nhiêu bất công, oan trái, trì trệ của xã hội có thể truy ra nguồn gốc từ luật chơi oái oăm này. Đây không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Ở đâu và ở thời điểm nào thì người ta cũng có tiền, có quyền và có quan hệ cũng muốn thay đổi luật chơi theo hướng có lợi cho họ. Nhưng một xã hội thông minh sẽ thiết lập các thể chế để ngăn chặn, phát hiện và xử lý những người chơi ăn gian. Họ sẽ có tam quyền phân lập, kỹ sư Dương Ngọc Thái lý giải như vậy. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, tác giả cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, thì nay ông đã phải vào tù vì bị quy tội tham nhũng. Và họ sẽ đặt chính phủ dưới sự kiểm soát của các đảng phái chính trị đối lập. Họ sẽ có những tờ báo độc lập, những tổ chức xã hội dân sự để kiểm soát chính quyền và tất cả những ai muốn chơi xấu. Việt Nam thiếu tất cả những thể chế như vậy. Thành ra người Việt chưa bao giờ có một sân chơi bình đẳng. Mọi chuyện chỉ thay đổi cho đến khi có Internet và Facebook và YouTube du nhập vào Việt Nam. Lần đầu tiên trong vài chục năm qua, người Việt Nam có một sân chơi mà trí tuệ là tiêu chí hàng đầu. Ai có tài năng hay ý kiến mới, người đó có sân khấu, vài chục triệu khán giả. Nói không ngoa, đây là một thay đổi tích cực nhất về tự do, dân chủ, công bằng xã hội Việt Nam kể từ ngày đổi mới. Và tắt máy chủ Facebook là cách duy nhất triệt tiêu những thay đổi tích cực này. Và rõ ràng một quyết định gây nhiều thiệt hại như vậy phải được chính phủ Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi hy vọng chính phủ sẽ công bố lợi ích vĩ đại của việc tắt máy chủ Facebook, ngoại trừ tiết kiệm điện, và giải thích tại sao người dân Việt Nam phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế và tự do cá nhân để chính phủ kiểm duyệt các nội dung chống chính phủ trên trang Facebook. Và người dân cũng hết sức quan tâm đến sức khỏe tâm thần của lãnh đạo. Nếu biết lãnh đạo không thích ăn chửi, tôi tin rằng họ sẽ không chửi thẳng nữa ở đâu, mà họ sẽ chuyển qua chửi đồng, lợi cả đôi đường. Dân vẫn được chửi để thoải mái, lãnh đạo vẫn được quyền nghĩ chắc nó chừa mình ra, và ít nhất cho đến hết đại hội đảng. Và khi luật an ninh mạng còn là bản thảo, tôi đã dự đoán Facebook sẽ không bị chặn hẳn, nhưng sẽ là làm chậm lại. Nhưng thú thật, từ lúc nghe tin này đến giờ, tôi vẫn còn choáng váng, vì không ngờ cá mập Biển Đông lại làm việc cho chính phủ Việt Nam. Và sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm duyệt Facebook, hy vọng chính phủ sẽ điều động đội quân cá mập này ra cắn bớt tàu chiến và giàn khoan nước lạ đang ra vào tự do Biển Đông như cái chợ. Ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư an ninh mạng, đang làm việc tại Quốc Lơ của Hoa Kỳ, đưa ra kết luận như vậy. Và khi nhà cầm quyền tại Hà Nội càng kiểm duyệt thông tin nhiều bao nhiêu, thì dòng chảy tri thức của Việt Nam với nhân loại càng bị ngăn chặn. Điều đó sẽ dẫn tới nghèo đói và lạc hậu ngày càng vây lấy người lao động của Việt Nam. Điều này không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020, với bản tin Facebook tăng kiểm duyệt sau khi bị Việt Nam ép. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de